Tập 19. Mọi người nghĩ liệu có trường hợp thế này không? Thực phẩm chức năng của tập đoàn Khai Lực thực sự không có vấn đề gì. Nhưng thực phẩm chức năng Sa Nguyệt và Mỹ Ái dùng chỉ là thuật che mắt. Thực chất chính là loại thuốc X. Tuyển thủ game Nam Cung, người đại diện nhóm nhạc nữ Sa Nguyệt và Mỹ Á và kỳ thủ cờ vây Dương Dực Thần, bọn họ rất có thể vì một phút giây tỏa sáng phù phiếm mà đánh mất chính mình, từ đó chọn cách tiêm thuốc để giành được thành tựu ảo. Đồng thời họ còn là người đại diện của Khai Lực. Khai Lực rất có thể vì lợi ích khổng lồ mà tán tâm bệnh cuồng dùng thuốc để khống chế họ. Bất kể như thế nào, có một điểm có thể khẳng định, tập đoàn Khai Lực lợi dụng mức độ nổi tiếng của Mỹ Á và Sa Nguyệt để dụ người tiêu dùng mua thực phẩm chức năng của công ty họ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Cho nên tôi nghi ngờ số thuốc cấm này có một kênh tiêu thụ bí mật. Cậu dựa theo logic này tiếp tục điều tra. Tống Chi, anh xem thử bức ảnh này đi. Dương Nhật Thần, người đại diện của cuộc thi cờ vây cho tập đoàn Khai Lực tài trợ. Tôi nghĩ điều tra anh ta sẽ là một phương hướng không tồi. Kinh Sở à, tiếp tục điều tra Dương Dực Thần. Đại Lưu, phía cậu điều tra Mỹ Á thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh. Cô ta không thể mở lời. Người nhà cô ta thì có. Đúng rồi Kinh Sở, không phải cậu nói mẹ của Mỹ Á cũng có hiềm nghi hay sao? Vậy cậu và Thừa Nhạn tiếp tục giám sát mẹ của Mỹ Á và cả Dương Dực Thần. Dân tôi nhìn thấy rồi, ở trong xe là Dương Dực Thần. Cho qua nhờ xe ra một chút. Mọi người xe ra. Dương Dực Thần, đừng chen, đừng chen. Nào cho qua nhờ. Dương Dực Thần, Dương Dực Thần à. Tìm anh à? Tại sao anh lại đến đây? Anh đến xem cuộc thi của Dương Dực Thần. Còn em? Em cũng đến xem anh ấy thi đấu. Với cả còn là anh ấy đích thân mời em. Sao trước kia không phát hiện ra em được chào đón như vậy? Nào là chủ tịch, nào là kỳ thủ, Dương Dực Thần, ký tên cho tôi với. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi phải đi thi thật rồi. Lát chúng ta gặp nhau. Cảm ơn mọi người. Cố lên nha. Em đi trước nha. Không nói với anh nữa. Anh ơi, tôi có thể đổi chỗ với anh một chút không? Chỗ ở đằng kia. Được.
Đừng hòng hí hoáy gì đấy. Chào mừng đến với phần thi biểu diễn trong cuộc thi cờ vây cúp Nam Tinh. Xin mời tuyển thủ của chúng ta lên sân khấu. Tuyển thủ lần này là Âu Gia Dương, nhiều lần đánh bại kỳ thủ cờ vây Thật Bản Yamamoto Eko và thần tượng mới của giới cờ vây Dương Nhật Thần. Tiếp theo cuộc thi chính thức bắt đầu. Âu Gia Dương không hổ là người từng đánh bại quốc thủ cờ vây Nhật. Vừa mới đầu đã chiếm được không ít địa bàn, nhưng mà cậu cũng hơi hấp tấp, dù sao cũng đang đối diện với Dương Nhật Thần. Dương Nhật Thần ngoài mặt thì rất điềm tĩnh, thật ra từng bước đều ẩn chứa sát cơ. Cậu định dụ từng đánh bại quốc thủ cờ vây Nhật tiến vào từng bước, rồi từng bước ăn cờ. Bây giờ cục diện của quân trắng có hơi bị động, nhưng mà thắng thua cuối cùng là ai cũng chưa biết. Vì mọi người đều biết Dương Nhật Thần từng có rất nhiều lần chuyển bại thành thắng. Khoan đã, tôi cần vào nhà vệ sinh một chút. Cuộc thi tạm dừng ở đây. Rốt cuộc em đến đây làm gì? Em gặp được Dương Nhật Thần ở dọc đường. Giống dĩ em định nói với anh ấy về chuyện của Mỹ Á, nhưng mà tự dưng anh ấy trở nên rất căng thẳng, rồi dúi cho em một tấm vé, nói là nhờ em giúp đỡ. Có phải là anh từng nói có chuyện gì phải báo cho anh ngay lập tức, đừng có tự ý hành động, sẽ rất nguy hiểm. Vậy dù có Dương Nhật Thần bây giờ phải làm sao? Anh đến rồi tất nhiên phải do anh làm rồi. Lát nữa kết thúc em ngồi yên ở đây, đừng có đi lung tung nghe chưa? Nhớ đó. Em biết rồi mà. Dương Nhật Thần đã trở về đấu đài. Cảm giác trạng thái của Dương Nhật Thần tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Được rồi, tiếp theo mời tiếp tục thi đấu nửa trận sau. Cờ hay quá. Dương Nhật Thần tự ra chiêu này đúng là chuyển cục diện cho mình. Được rồi, thời gian thi đấu đến rồi. Trận đấu lần này đúng là xoay dần. Dương Nhật Thần cuối cùng đã thắng với tỷ số 1-4. Dương Nhật Thần, 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 Dương Nhật Thần. Dương Nhật Thần. Có chuyện gì có thể nói với tôi? Tôi có thể giúp cho cậu mà. Tôi mong các người có thể bảo vệ tốt cho Mỹ Á. Ai muốn hại cô ấy chứ? Là người mở lực sao?
Thực ra tôi cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Tôi là fan của anh đây. Mau ký tên đi. Cảm ơn nha. Vui quá. Phải cố lên đó. Được rồi. Phải đạt thành tích tốt đó. Cố lên nha. Kinh sở sao lại đến xem cậu thi đấu? Có phải cậu đang giở trò hay không? Không liên quan gì đến tôi. Là vì các người hại Bị Á nhập viện, họ mới theo dõi tôi. Sếp Trịnh à, nếu như anh muốn yên tâm ngủ thì mong anh tha cho Bị Á. Như vậy mới khiến cho tôi yên tâm giành quán quân cho anh. Alo. Sao? Được. Chị Sa Nguyệt, Mỹ Á, Dương Dật Thần, được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Alo chú Tống, con có chuyện muốn nói với chú, có thể tìm chú được không? Nào, uống nước đi. Miên Miên à, con vội tìm chú như vậy, có chuyện gì sao? Chú Tống à, rốt cuộc con là ai chứ? Hôm nay con nhìn thấy bộ dạng cơ thể ra trạng thái của Dương Dực Thần, nhận ra anh ta rất giống tình trạng của con. Còn cả chị Mỹ Á, chị Sa Nguyệt. Con sợ rằng lúc trước Trần Minh giúp con, hỏi con chuyện lúc nhỏ, chắc chắn là anh ta biết thân thế của con. Chỉ là anh ta bây giờ không thể trả lời con. Chú Tống à, thân thế của con có phải có liên quan đến mở năng lực gì không? Miên Miên, thân thế của cháu đúng là hơi phức tạp một chút. Bây giờ chúng ta còn chút vướng mắc chưa giải được. Nhưng mà cháu tin chú đi, sẽ có ngày chú sẽ cho cháu câu trả lời, được không? Tài liệu của Miên Miên, không phải anh đưa cho tôi lâu rồi hay sao? Cậu xem lại mấy trang đã.
Miên Miên nó, đó là số 4. Hẹn chi nó. Lúc đầu Trần Minh giúp cô gái này vốn không đơn giản như vậy. Trần Minh đã biết từ lâu. Đúng là Trần Minh đã biết. Còn nữa, bây giờ người của chúng ta tiếp xúc với Miên Miên rồi, có nên hỏi cậu ta hay không? Anh nói với anh ta giúp tôi. Tôi có chuyện khác muốn hỏi anh ta. Ba, nói cho ba một tin tốt đây. Cuối cùng con tìm được cách chữa khỏi cho ba rồi. Ba còn nhớ số 4 không? Chính cô ấy khiến cho con nghiên cứu thuốc mới. Bây giờ cô ấy càng thông minh hơn trước rồi. Nếu như lấy cô ấy làm nghiên cứu, không chỉ chữa được bệnh cho ba, còn nhiều hơn nữa. Anh đang ở đâu? Sao chưa tới vậy? Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Rốt cuộc là Hứa Triết có chuyện gì giấu mình chứ? Mộc Tinh à, trong video này có cảnh chúng ta cùng nấu cơm. Có cả cảnh chúng ta hẹn hò với nhau. Cảnh chúng ta đấu kiếm nữa. Lần sau tranh thủ đánh bại Mộc Tinh. Bây giờ anh đã giỏi lắm rồi mà. Cùng em đi. Được rồi, em đã mời rồi. Thắng sẽ thưởng cho anh. Nhưng mà anh vẫn tham lam, vẫn không hài lòng. Đây là bánh Mộc Tinh làm cho tôi. Sao? Thế nào? Mùi vị khó mà nói thành lời. Anh nên nói là ngon chứ. Anh mong rằng có thể nhìn thấy em ngủ mỗi ngày ngày, nhìn thấy em mặc váy cưới, nhìn vào ống kính này và cảnh chúng ta trong hôn lễ, cả cảnh chúng ta sinh em bé nữa. Khi chúng ta già rồi, tóc bạc rồi, vẫn sẽ tản bộ dưới ánh tà dương như vậy.
Tại sao cứ phải là em? Không phải cứ phải là em. Không phải em không được. Long Mộc Tinh, em bằng lòng cho anh một cơ hội này không? Mộc Tinh à, em có bằng lòng cho anh cơ hội không? Có thích không? Đây là bất ngờ anh dành cho em hay sao? Có trách anh hay không? Mộc Tinh à, đồng ý cho anh một cơ hội được không? Cùng anh bạc đầu đến già. Cô à, nước nóng à? Con còn mua cơm cho cô nữa, cô ăn chút đi. Mỹ Á hôm nay vẫn chưa tỉnh lại sao? Vẫn chưa. Cảnh sát các cháu thật là có lòng quá. Từ lúc Á Á nhập viện đến nay, đến thăm con bé liên tục. Thật là vất vả cho các con rồi. Chúng con không vất vả đâu, đều là công việc của tụi con. Tụi con có vất vả thế nào cũng không bằng vất vả của cô. Mỹ Á có người mẹ như cô thật là hạnh phúc quá. Hạnh phúc gì chứ? Mỹ Á là một đứa bé bệnh khổ. Cô không giúp gì được cho nó hết. Bà của nó lại. Thôi không nhắc tới việc này nữa.
Ai đó? Nhiều. Xin chào. Xin hỏi Dương Miên Miên sao? Đúng rồi. Sao vậy? Đây là đồ ăn cô đặt ở khách sạn chúng tôi. Tôi đâu có đặt đâu. Ai đặt vậy? Xin lỗi nha, tôi chỉ phụ trách ship đồ ăn qua. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Cảm ơn. Bữa sáng cao cấp của khách sạn chắc chắn không phải anh Kinh Sở tặng rồi. Đây là cái gì? Chìa khóa. Miên Miên à, vải và đào, cậu muốn loại nào? Đào đi. Vị vải đó ngửi là biết hết hạn rồi. Tam Thổ à, hay là cậu về trước đi. Anh Thời Khanh à, bữa sáng hôm nay và còn cả xe riêng nữa đều anh sắp xếp cho em sao? Có đúng không? Phải rồi. Sao vậy? Em không thích hả? Anh biết em ăn kiêng nhiều thứ, vậy nên đã đặt bữa sáng riêng cho em. Hơn nữa không phải là em rất sợ ồn ào sao? Ngồi xe riêng sẽ thoải mái hơn. Anh Thời Khanh à, tại sao anh lại hiểu về chuyện của em vậy? Miên Miên à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Em vẫn luôn gọi anh là anh Thời Khanh. Anh quan tâm tới em, hiểu em. Không phải rất bình thường sao? Cảm ơn anh. Anh Thời Khanh. Nhưng mà thật ra anh có thể không cần tốt với em như vậy. Miên Miên à, sự quan tâm và chăm sóc của anh dành cho em giống như dành cho Tiểu Chân và Tiểu Anh. Em đừng có gánh nặng gì hết. Hơn nữa, những chuyện này đối với anh mà nói căn bản không đáng là gì hết. Em cứ yên tâm nhận lấy là được. Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Một lát nữa em sẽ biết thôi. Anh Thời Khanh à, chúng ta đến đây làm gì vậy? Cô nhà này môi trường rất tốt, cũng gần thành phố. Điều quan trọng là rất yên tĩnh. Em thấy sao? Em thấy rất tốt. Nhưng mà có liên quan gì đến em chứ? Đương nhiên có liên quan. Sau này em sẽ sống ở đây. Anh đã giúp em chuẩn bị một căn nhà ở trong khu nhà này rồi. Chìa khóa em nhận được sáng nay là chìa khóa căn nhà đó. Không được đâu, căn nhà này quá đắt, em chắc chắn không thể nhận được. Căn nhà này là anh chọn riêng cho em, cách xa mọi người, cách xa mọi thứ em không muốn gặp. Mọi đồ dùng trong nhà anh cũng đã giúp em xử lý khử mùi đặc biệt, vách tường cũng cách âm. Như thế em sống ở trong đó có thể yên tĩnh đi vào giấc ngủ, rất dễ nghỉ ngơi. Đi, anh đưa em vào xem. Không cần đâu anh Thời Khanh. Miên Miên, không chỉ là nhà, sau này mọi việc trong cuộc sống của em anh đều muốn chăm sóc.
Bình thường em một mình đi học, môi trường trên đường phố chắc chắn khiến cho em rất khó chịu. Sau này anh sẽ cử người đưa em đi học. Nếu như em vẫn không thích, anh có thể đưa em ra nước ngoài. Trường đại học trong nước quá đông sinh viên, anh có thể chọn cho em một trường đại học tốt ở nước ngoài. Tới lúc đó em có thể sống ở ngoại ô, sống ở bên bờ hồ yên tĩnh, để đến khi mùa đông, khi mặt hồ đóng băng, em có thể trượt băng. Không cần đâu anh Thời Khanh, em đi trước đây. Có lẽ cậu ta từng nói với em, đừng quá thân thiết với anh, có đúng hay không? Không có. Em nghĩ giữa hai người chắc là có hiểu nhầm rồi. Anh quá hiểu Kinh Sở rồi. Nếu như cậu ta đã nhắc đến anh, vậy thì cậu ta có kể chuyện ngày trước của cậu ta hay không? Bây giờ Kinh Sở xuất sắc như vậy, nhưng mà hồi nhỏ cậu ta rất nổi loạn. Nói thật là lúc đó anh còn sợ cậu ta đi sai đường nữa. Sao lại như vậy được? Hồi cậu ta đi học ở trung học thì ba mất, cả người trở nên lầm lì, tính cách cũng rất nóng nảy, suốt ngày đánh nhau với người khác. Về sau xảy ra một chuyện rất lớn, cậu ta như bừng tỉnh, dần dà đi vào quỹ đạo, trở thành người mà em nhìn thấy hôm nay. Chuyện lớn gì chứ? Chuyện này anh cũng không nhớ rõ lắm. Cụ thể thì em hỏi cậu ta đi. Không sao đâu. Em nghĩ nếu như anh ấy muốn nói với em thì anh ấy sẽ tự nói. Còn nếu như anh ấy không muốn nói thì em cũng sẽ không hỏi anh ấy. Miên Miên, em không muốn vào trong xem rồi hẳn quyết định hay sao? Dạ không cần đâu anh Thời Khanh, cuộc sống hiện giờ của em rất tốt. Dù bây giờ em nghĩ thế nào đi nữa, em vẫn nên suy nghĩ kỹ lời đề nghị của anh. Em có thể có được lựa chọn tốt hơn. Căn nhà này anh sẽ luôn giữ lại cho em. Cảm ơn anh Thời Khanh. Anh Kinh Sở à, sao lại tới đây? Em về trước đi. Tạm biệt Miên Miên. Cố Thời Khanh, nói chuyện đi. Được rồi, uống tách cà phê nha. Kể ra cũng một thời gian dài chúng ta không ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sếp Cố, tôi không lãng phí thời gian khách sáo với anh nữa. Đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện người đại diện cho khai lực liên tiếp gặp chuyện có liên quan đến anh hay không? Cậu đang quan tâm tới tôi hay là chất vấn tôi? Nhưng mà Kinh Sở à, cậu nên tự lo cho bản thân thì hơn. Cậu che giấu Dương Miên Miên chuyện gì, trong lòng của cậu biết rõ. Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Tôi nhớ hình như cậu có một gia sư tên là Dương Tĩnh đúng hay không? Cậu ấy và Dương Miên Miên đều họ Dương. Cậu nói xem liệu họ có quen nhau hay không? Từ tọa độ BC có thể biết được phương trình đường thẳng BC là Y bằng 2X cộng 1. Vậy đặt BE, B trên BC là... Câu này em vẫn không hiểu. Em chưa nắm chắc hàm số lượng giác. Nhớ làm đi làm lại nha. Vấn đề mà anh giao cho em. Hôm nay tới đây thôi. Lát nữa anh còn có việc nên đi trước đây. Đi hẹn hò hay sao? Không phải đâu. Có một người rất quan trọng hôm nay đón sinh nhật.
Sao anh biết? Tôi muốn biết thì ác sẽ có cách của mình. Tôi đang hỏi sếp vấn đề về Khai Lực. Chuyện giữa tôi và Dương Miên Miên không liên quan đến anh. Vậy chuyện của Khai Lực cũng là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự điều tra. Tôi không như người nào đó. Bản thân là con trai của tội phạm mà còn bao che tội phạm. Vậy nên tôi chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra chân tướng cái chết của ba tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu tin tưởng ba của cậu, tin ông ta vô tội đến như vậy hay sao? Tôi không nói ông ấy bị oan. Tôi chỉ nói muốn điều tra rõ. Sao vậy? Cái dáng vẻ hùng hổ của sếp Cố là do có tự giật mình sao? Còn một chuyện này, tôi muốn nhắc nhở sếp Cố. Dương Miên Miên không liên quan đến chuyện này. Đừng bao giờ lôi cô ấy vô. Người lôi Dương Miên Miên không phải là tôi, mà là cậu đó.